Mới đây nhất, sinh ra trong show thời trang đặc biệt của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Trúc Ni nổi bật giữa dàn khách mời nhờ sắc vóc đầy cuốn hút. Trúc Ni là chân dài khá nổi tiếng trong làng mạc mode Sài Gòn. Đầu năm 2019, người đẹp này bất ngờ giành ngôi vị Á hậu của cuộc thi Miss Anna Sơn Hoa hậu các đất nước 2019. Diện quần áo trắng đen khá dễ chơi, Trúc Ni vẫn tự tin tỏa sáng với những đường cong quyến rũ và nụ cười ngọt ngào. Nhiều quan khách tinh ý phát sinh ra tuy diện quần áo dễ chơi nhưng Trúc Ni lại khoác cả cây phụ kiện gồm đồng hồ, khuyên tai, túi xách đều là hàng hiệu đắt đỏ. Trúc Ni chia sẻ, đối với cô việc lựa chọn quần áo và hàng hiệu thì điều quan trọng nhất là sự phù hợp chứ không phải là mến hiệu hay rét tiền của mỗi món đồ. Kể từ ngày đăng quang, Trúc Ni luôn hướng đến sự chỉnh chu và trang trọng. Ngoài các hoạt động showbiz, cô còn nghe danh và kém cỏi xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện.